Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Trung Quốc sắp tuyên bố chủ quyền vùng trời biển Đông, Việt Nam bay qua phải báo cáo và xin phép. Dư luận Việt Nam đang quan tâm tin đồn rằng Trung Quốc có thể đưa ra tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ADIZ bao trùm toàn bộ quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa mà Việt Nam xem là thuộc chủ quyền của mình. Nếu Trung Quốc đơn phương lập vùng nhận dạng phòng không EDIZ ở Biển Đông, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến thế nào đến quan hệ Hoa Kỳ và tính chính danh của Trung Quốc trong luật pháp quốc tế. Những ngày gần đây, thông tin về một kế hoạch lập EDIZ của Bắc Kinh bao trùm lên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lại nổi lên, xuất phát từ một bài báo của South China Morning Post đặt tại Hồng Kông Ba tàu sân bay Mỹ cùng lúc tuần tra vùng biển Ấn Độ Thái Bình Dương đầu tiên sau gần 3 năm qua. Một động thái có tính cách phô trương lực lượng của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực đang có căng thẳng với Trung Quốc và cũng là một dấu hiệu cho thấy Hải quân Hoa Kỳ đã lấy lại được sức mạnh sau những ngày đen tối vì đại dịch virus Vũ Hán. Sự xuất hiện có hơi bất thường của ba tàu chiến Mỹ cùng với các tàu tuần dương, tàu khu trục, máy bay chiến đấu và các máy bay khác diễn ra giữa lúc Hoa Kỳ đang leo thang những lời chỉ trích nhắm vào phản ứng của Bắc Kinh trước vụ bùng phát đại dịch virus vũ hán và các hoạt động và những động thái của Trung Quốc siết chặt kiểm soát Hồng Kông và tăng cường quân sự hóa các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã bồi đắp và xây dựng trong Biển Đông. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hải Dương Ấn Độ Dương Thái Bình Dương Hoa Kỳ chuẩn đô đốc C. T. Caller nói nhóm tác chiến tàu sân bay là biểu tượng của sức mạnh phi thường của hải quân Mỹ và ông cảm thấy tự hào vì sự có mặt của ba tàu sân bay đang trong khu vực lúc này. Hôm thứ năm, cách chiến đấu cơ và ba nhóm tác chiến đấu tàu sân bay đã được trải rộng trên khắp Ấn Độ Thái Bình Dương. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến của tàu đang hoạt động ở biển Philippines gần đảo Guam. Nhóm tác chiến của USS Nimitz đang ở Thái Bình Dương ngoài khơi bờ Tây Hoa Kỳ. Trong khi đó, tàu USS Ronald Reagan đã rời cảng ở Nhật Bản và đang hoạt động ở biển Philippines. Các tư lệnh hải quân Mỹ lưu ý rằng hàng chục tàu hải quân Mỹ đã hoạt động trên khắp Thái Bình Dương từ lâu, nhưng sự có mặt của ba nhóm tác chiến tàu sân bay có lẽ đánh đi một thông điệp mạnh mẽ từ sự cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và đối với các đồng minh. Chiến lược quốc phòng của Hoa Kỳ coi Trung Quốc là một mối quan tâm an ninh hàng đầu và các nhà lãnh đạo của ngũ giác đài dồn nỗ lực để huy động thêm nhiều nguồn lực và khí tài quân sự tới khi khu vực để chống lại điều mà họ cho là ảnh hưởng kinh tế và khả năng quân sự ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. Chuẩn đô đốc Sertelofen Kohler, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương nói khả năng hiện diện của một cách mạnh mẽ là một phần của cuộc cạnh tranh. Trao đổi với AP, ông Kohler nói Trung Quốc đang dần dà xây dựng các tiền đồn quân sự ở Biển Đông một cách có kế hoạch lắp đặt các hệ thống tác chiến tên lửa và điện tử tại những nơi này. Gần đây nhất, Trung Quốc điều máy bay đến đã dự thập ở quần đảo Trường Sa. Kohler cho biết các tàu sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác trong khu vực, thực hiện các cuộc tập trận trên biển và tuần tra các khu vực tranh chấp. Cần nhắc lại, ngày 23 tháng 11 năm 2013, Trung Quốc đơn phương tuyên bố thành lập vùng EDIZ ở biển Hoa Đông, tạo ra phản đối từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Vùng EDIZ này bao trùm lên quần đảo Senkaku do Nhật Bản đang kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng đòi hỏi chủ quyền và gọi là quần đảo Điếu Ngư. Nó cũng bao trùm vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và vùng biển mà Hoa Kỳ xem là hải phận quốc tế. Theo định nghĩa chính thức của chính phủ Việt Nam, vùng nhận dạng phòng không ADIZ là vùng trời đặc biệt được thiết lập có kích thước xác định, trong đó tàu bay phải tuân theo các phương thức báo cáo hoặc nhận dạng đặc biệt ngoài các phương thức liên quan đến việc cung cấp dịch vụ không lưu. Khi đào đi vào vùng ADIZ của một quốc gia, các máy bay được yêu cầu thông báo nhận dạng, kế hoạch bay và vị trí của máy bay. Từ trường luật Co One Đại học Giao thông Thượng Hải, tiến sĩ Mathieu nói với BBC News tiếng Việt sẽ có tranh cãi và liệu bước đi tiềm năng này của Trung Quốc có phù hợp với tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC năm 2002. Ông Mathieu nhận bằng tiến sĩ ở trường School of Oriental and Africa Studies tại Đại học London năm 2011. Ông giảng dạy ở trường luật Coworm, Đại học Giao thông Thượng Hải từ cuối năm 2012 đến nay. Ông Mathia giải thích Trung Quốc xem vụ kiện của Philippines lên tòa trọng tài quốc tế PCA là khiêu khích và vi phạm đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Trong quá khứ, Bắc Kinh cũng chỉ xem tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC là văn bản chính trị, không phải pháp luật có tính ràng buộc quốc tế. Có lẽ Trung Quốc sẽ xem một vùng ADIZ ở Biển Đông không phải là vi phạm quy tắc ứng xử, mà là một cam kết chính trị. Còn từ US Naval College, Hoa Kỳ giáo sư về luật biển quốc tế James, Karaka nói mặc dù kế hoạch ADIZ ở Biển Đông chưa chính thức được xác nhận, nhưng gần như chắc chắn là Trung Quốc đã xem xét khả năng này. Liên quan đến vùng nhận diện phòng không ADIZ mà Trung Quốc đơn phương đặt ra ở Biển Đông từ năm 2013, Trung Quốc yêu cầu mọi máy bay khi bay qua vùng ADIZ của Trung Quốc sẽ phải dù quá cảnh hay đến Trung Quốc báo cáo về lịch trình bay duy trì liên lạc hai chiều hồi đáp với yêu cầu nhận dạng của Trung Quốc. Giáo sư James Karaka đang dẫn dắt Trung tâm Stockholm về luật quốc tế US War College nói với BBC News tiếng Việt rằng một vùng ADIZ ở Biển Đông sẽ không có ảnh hưởng thực tế tới Hoa Kỳ và Trung Quốc nguyên do là vì hoa kỳ đã tiếp tục cho máy bay quân sự ở biển hoa đông bất chấp ediz của trung quốc và hoa kỳ sẽ tiếp tục làm như vậy ở biển đông us naval war college đặt ở newport island là nơi đào tạo sinh viên phục vụ quân đội và chính phủ hoa kỳ giáo sư james caraca nói nhưng vùng ediz ở vùng biển có thể thành cớ sử dụng vũ lực cho Trung Quốc chống lại máy bay quân sự của các nước láng giềng như Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines. Trong khi đó, tiến sĩ Mathia chỉ ra rằng trên vùng trên thực tế đa số hàng không các hãng hàng không đều đã tuân thủ nhiệm vụ thông báo với Trung Quốc khi đi qua vùng ADIZ này ở biển Hoa Đông. Vì thế một vùng ADIZ tương lai ở biển Đông sẽ không có hậu quả tức thời cho việc đi lại của máy bay. Tiến sĩ Matias dự đoán Trung Quốc sẽ phải phân biệt rõ lý do thiết lập vùng EDZ ở Biển Đông, tách nó ra khỏi cuộc tranh chấp Biển Đông để không gây ra một niềm tin của các quốc gia. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như Trung Quốc sử dụng lợi ích an ninh quốc gia do hành vi của Hoa Kỳ để làm lý do lập vùng EDZ, vì Hoa Kỳ đã làm mất lòng nhiều nước ven biển. Trung Quốc có thể hy vọng tìm sự ủng hộ miễn là lý do lập vùng EDZ không liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Ông Mathia giải thích theo cách nhìn của Trung Quốc, việc yêu cầu nhận dạng với máy bay trên vùng EDZ ở Biển Đông có thể là cách để tránh hiểu nhầm. Logic này được dùng khi Trung Quốc yêu cầu nhiệm vụ thông báo tương tự với các chuyến tàu đi trên biển mà Hoa Kỳ đang thách thức dọc đường đi gần các đảo tranh chấp Liệu vùng EDZ có đổ thêm dầu vào lửa sẽ phụ thuộc vào các nước ven biển đông phản ứng thế nào về sự có mặt của Hoa Kỳ? Vì thế, mọi thông báo EDZ sẽ phải đi sau các cuộc nói chuyện ngoại giao với các bên liên quan trong vùng để kế hoạch không trượt khỏi hiệu ứng mà Trung Quốc muốn, đó là tách Hoa Kỳ ra khỏi khu vực, duy trì niềm tin và ủng hộ của các quốc gia ven biển, tiến sĩ Matthias dự toán còn từ Hoa Kỳ, giáo sư James Caracas nói về rủi ro có thể xảy ra nếu như Trung Quốc đơn phương tuyên bố lập vùng EDIZ ở Biển Đông. Có rủi ro là việc này dẫn đến xung đột quân sự nếu Trung Quốc định có ý định thực thi EDIZ với máy bay quân đội nước ngoài. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ít khi làm thế ở Biển Đông, nên hiện tại xung quanh xung đột sẽ không xảy ra. Nhưng ông kết luận với nhận định về rủi ro rất lớn, rủi ro lớn nhất của vùng ediz biển đông là nó sẽ phục vụ như lý lẽ bổ sung cho đường chín đoạn phi pháp của trung quốc như thế ảnh hưởng lớn sẽ mang tính chất địa chính trị chứ không phải quân sự giáo sư james karaska phân tích asean làm gì nếu trung quốc đơn phương lập ediz ở biển đông Báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 31 tháng 5 dẫn một nguồn tin quân đội Trung Quốc nói Bắc Kinh đã lên kế hoạch cho việc lập ADIZ ở Biển Đông từ năm 2010. Nguồn này nói cơ quan chức năng của Trung Quốc chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để công bố. Trả lời BBC News tiếng Việt tiến sĩ Chun Yuan Lan si Wei, Đại học Bridge Gate Post, bang College Hoa Kỳ bình luận, có thể đoán rằng kế hoạch ADIZ cho biển Nam Trung Hoa sao China Morning Sea có tồn tại. Quan tâm chính trị là liệu Trung Quốc có khả năng thực thi nó trên thực tế không? Tiến sĩ Chun juan Nancy nghiên cứu về tranh chấp Biển Đông từng được Cornet Tykert mời để thuyết trình về chính sách Đông Á của Trung Quốc trong các đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam bà nói vì trung quốc hoạt động xây đắp thành công tại hoàng sa và trường sa rõ ràng là bước quan trọng hướng tới việc hiện thực hóa vùng ediz tuy nhiên bà nói trung quốc nhận thức vùng nhận dạng phòng không ở biển đông có thể gây tác hại cho quan hệ của các nước láng giềng đông nam á với mỹ vì thế trung quốc vẫn thận trọng chưa tuyên bố bà nói theo định nghĩa chính thức của chính phủ Việt Nam, vùng nhận dạng phòng không ADIZ là vùng trời đặc biệt được thiết lập có kích thước xác định, trong đó tàu bay phải tuân theo các phương thức cảnh báo hoặc nhận dạng đặc biệt ngoài các phương thức liên quan đến việc cung cấp dịch vụ không lưu. Ngày 23 tháng 11 năm 2013, Trung Quốc tuyên bố thành lập vùng ADIZ trên biển Hoa Đông, được tạo ra đối với nhiều nước gồm cả Nhật, Hàn Quốc tiến sĩ chunjan nansi cho rằng biện pháp gần đây của bắc kinh ở biển đông cũng còn là nhắm đến đài loan bắc kinh thất vọng vì họ đã là thành viên duy nhất trong hội đồng bảo an chưa hoàn tất thống nhất quốc gia vùng ediz sẽ giúp cho tăng cường độ sâu chiến lược của bắc kinh trong quốc phòng khi so với đài loan và các nước láng giềng đối với việt nam nếu trung quốc tuyên bố vùng ediz ở biển đông dường như có nghĩa là tranh chấp chủ quyền biển đảo đã được đẩy lên vùng trời. Lo ngại về kế hoạch ADAZ của Trung Quốc đặt trong bối cảnh năm 2019 xuất hiện các diễn tiến căng thẳng ở Biển Đông. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN thông qua tuyên bố chung ngày 31 tháng 7 năm 2019 có đoạn chúng tôi thảo luận về tình hình Biển Đông, trong đó các bộ trưởng bày tỏ lo ngại về việc cải tạo đất, các hoạt động và sự cố nghiêm trọng trong khu vực, làm sói mòn lòng tin gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Tháng 10 năm ngoái phát biểu tại quốc hội thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tình hình biển Đông gần đây diễn biến phức tạp trong đó có việc vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam được xác định theo luật pháp quốc tế, trái với tuyên bố DOC và các thỏa thuận cấp cao. Gần đây hơn ngày 9 tháng 4 năm 2020, Việt Nam gửi công hàm tại Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 28 tháng 5, Việt Nam lại phản đối Trung Quốc khi có tin binh sĩ Trung Quốc đồn trú trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đã thu hoạch nhiều kg rau xanh nhờ công nghệ trồng rau trên cát. Ví dụ, ngày 29 tháng 5, hạm đội 7 Hải quân Mỹ nói họ vừa điều khu trục hạm USS Mustin đã đi trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo Phú Lâm và đảo Đá thuộc quần đảo Hoàng Sa. Báo Thanh Niên vừa có cuộc phỏng vấn cựu đại tá hải quân Mỹ Kha Shutter. Ông là cựu giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm Tình báo Hỗn hợp Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hải quân Mỹ đang giảng dạy ở Đại học Hawaii Mỹ về quan hệ quốc tế lịch sử. Cựu đại tá Shutter cho rằng Việc Mỹ có văn bản gửi Liên Hợp Quốc để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông nhằm thiết lập sự viện dẫn dựa theo luật pháp quốc tế để sẵn sàng đáp trả các hành động của Bắc Kinh, trong đó có nguy cơ Trung Quốc thiết lập vùng nhận diện phòng không EDIZ ở Biển Đông. Thực tế, nhiều khả năng Trung Quốc có kế hoạch thành lập EDIZ ở Biển Đông. Tuy Bắc Kinh chưa tuyên bố EDIZ ở Biển Đông trong năm nay, nhưng điều này có thể diễn ra vào năm sau. Trung Quốc có thể đang chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới và muốn hệ thống tên lửa đối không tại bãi chữ thập ở quần đảo Trường Sa được lắp đặt hoàn thiện. Thực sự khi tính toán thấy có đủ khả năng xử lý và phản ứng quốc tế, Bắc Kinh sẽ tuyên bố ADIZ ở Biển Đông, ông giải thích thêm. Ông Sutter cũng cho rằng khi tuyên bố ADIZ Bắc Kinh đã hứa hẹn với cộng đồng quốc tế rằng không can thiệp vào các chuyến bay thương mại qua biển Đông. Thế nhưng những gì đang xảy ra cộng đồng quốc tế khó có thể đặt niềm tin vào những lời hứa hẹn của Trung Quốc. Hiện nay tổng thư ký Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO là bà Liễu Phương, một người Trung Quốc nếu tuyên bố edz ở biển đông bắc kinh đủ sức tạo ảnh hưởng để kiểm soát mức độ phản ứng của ico bắc kinh tuyên bố edz để thống trị châu á từ những yếu tố trên cựu đại tá chotter dự báo vào khoảng tháng 2, Đến tháng 3 năm 2021, Trung Quốc sẽ tiến hành những động thái đầu tiên để tuyên bố EDAZ. Cụ thể, Bắc Kinh bắt đầu tổ chức một số đơn vị thường trực ở các đảo bãi đá trên Biển Đông trong quãng thời gian ngắn nhằm kiểm soát EDAZ để đo mức độ phản ứng của cộng đồng quốc tế. Đến giai đoạn mùa hè khi thời tiết phù hợp cho các hoạt động lực lượng phòng không, không quân, các đơn vị trên sẽ bắt đầu đồn trú thường trực lâu dài khi đó, Trung Quốc tính toán thời gian chính xác để tuyên bố ADIZ nhằm tiến thêm một bước trong chiến lược kiểm soát toàn bộ Biển Đông, ông Sutter nói, ông cũng cho rằng tham vọng của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở Biển Đông mà còn là một phần trong chiến lược xa hơn về hàng hải thống trị châu Á năm 2050 bởi kiểm soát được biển đông mang lại cho trung quốc khả năng bóp nghẹt tuyến thương mại quan trọng của nhật bản hàn quốc đài loan đặc biệt khi đó trung quốc có thể mở rộng phạm vi ra chuỗi đảo thứ hai thường được tính từ quần đảo bonin nhật bản đến quần đảo marina được xem là lãnh thổ mỹ nhằm nằm ở phía đông philippines đây cũng là nền tảng quan trọng để phục vụ cho mục tiêu của bắc kinh trong việc thống nhất đài loan bằng quân sự nếu một ngày Trung Quốc thực sự tuyên bố đơn phương lập vùng EDZ ở Biển Đông, liệu có xảy ra xung đột vũ trang? Tiến sĩ Chun Jun Nancy nhận định rủi ro chiến tranh phụ thuộc ba yếu tố. Liệu tuyên bố EDZ có đưa ra trong bối cảnh một quốc gia khiêu khích Trung Quốc? Washington sẽ tuyên truyền thế nào về việc này vì nó sẽ tác động đến cái nhìn của quốc tế. Thứ ba, hành động của Mỹ là gì? Yếu tố thứ ba này rất quan trọng từ khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng ADIZ ở biển Hoa Đông năm 2013, không lực Trung Quốc đã tiến hành tuần tra vùng này. Tuy nhiên, có vẻ Trung Quốc ít khi thực thi chấp pháp với máy bay quân sự và dân sự tại đây. Quay lại khả năng xảy ra vùng ADIZ mà Trung Quốc muốn thiết lập ở biển Đông, tiến sĩ Chun Juan nói rằng nếu Hoa Kỳ chỉ thỉnh thoảng đưa máy bay vào vùng EDIZ, hai nước Mỹ và Trung Quốc sẽ có thể tự tuyên bố họ thành công, giữ mặt mũi cho nhau. Nhưng với ASEAN, bà cho rằng ASEAN sẽ khó có phản ứng công khai chống Trung Quốc ngay cả nếu kế hoạch EDIZ được thông báo. Mười nước trong ASEAN vẫn chia rẽ về Trung Quốc, bà chỉ ra điều này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi